Chào mọi người nhé. Hôm nay Vinh ra ngoài thị xã Phước Long để diệt mối cho ông anh bà con. Thì đây là cái tủ bếp này. Đây. Ông anh ông phát hiện ở đây đầu tiên. Dạ. Thì có gì đâu, cứ nói chuyện bình thường mà. Phát hiện ở đây đầu tiên, nhưng mà như phán đoán bình thường á, nếu mà mọi người thấy nó ở trên này, tức là con mối nó đi đằng sau viên gạch này, mọi người phải mở cửa tủ ở dưới. Đây, để mình đổi camera này. Rồi, đây. Đây là phía dưới cái tủ nhá. Mọi người thấy chưa? Dạ không, cứ để nguyên đây em xử lý cho. Không phải lôi đồ đạc gì cả. Này mới ăn thôi chứ nó ăn lâu rồi là cái gỗ này là sụp đó đây này. Đâu có bị móc. Ẩm á hả? Sao mưa mà để ngấm vô đây được? Thì lúc mình mới làm mình qua đấy không có tránh ở ngoài được á. Kêu quét hồ dầu bên ngoài nè, quét không rồi, cái đó bằng gạch mà, nó có gạch là đâu có tô được đâu. Ăn lên đây này. Đó, ăn vô trong luôn. Dạ. Lên ghế không? Lên ghế không? Còn đó không? Từ từ em nhìn qua cái biết ngay. Theo cái hộp này đó, nó cứ đi vậy đó. Dễ xử lý thôi. Cái này em đặt cái cục mồi em đem theo đó, đặt vào đây cho nó ăn này, xong thì lửa tháng nữa em mới quay lại em xịt thuốc là truyền bệnh cho nó đấy, truyền bệnh cho nó vào cho nó chết, là nó chết tận con mối chúa luôn là hết. Sau đấy thì có một cái chai thuốc nước nữa là em xịt hết cho anh quanh cái này mới cả dưới luôn. Thì bữa đấy mình mới phải lôi cái đồ này ra tí rồi để em xịt phía trong kia thôi chứ không có xịt ở ngoài đâu. Cái nửa tháng nữa ăn hết sao? Ui, cái này nó ăn cả năm chưa mục được cái tủ này của anh chứ. Nửa tháng nhầm nhò gì. Giờ làm kiểu đấy nó mới tận gốc được chứ còn không anh thích xịt thuốc vào em xịt cho cái nó chạy mất mấy tháng xong thì đến lúc nó quay lại là mình không biết thì nó lại ăn tiếp thôi, nó cứ ăn bao giờ mà hết gỗ thì thôi nó bỏ đi. Đó. Đây cái bộ thuốc thì có mấy trăm nghìn, 650.000 cả bộ luôn. Không. Cả mồi cả thuốc diệt cả thuốc phòng chống luôn. Đó là bán về để bà con tự làm thôi chứ. Đây lên làm giùm anh thôi. Để em đặt mồi luôn cho rồi. Ngoài đấy thì rẻ lắm. Đây là quá trình đặt hộp nhé. Mọi người xem thì phải xem mấy cái video của Vĩnh liên tục vào. Vĩnh hướng dẫn đầy đủ quy trình luôn. Đặt mồi nhử rồi thì xịt thuốc rồi phun thuốc khảo sát các thứ, đây chủ yếu là phục vụ bà con ở xa, còn nếu mà trong địa bàn thành phố hoặc là khu vực phía Nam nhé, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai rồi mười mấy tỉnh miền Tây đó là Vinh có thợ đi hết.
chỉ mối anh nập mồi vào nó. Nãy em đặt đây là đừng cho ai đụng vô anh Vũ nha. Được. Như là cái cục mồi em để mấy chỗ này á, đừng cho ai mở ra xem nha. Sợ ai vào tò mò cậy ra lại mất việc vì chờ đợi thêm. Nghĩ ra 15 ngày nó ăn, cậy ra lại mất thêm mấy ngày chờ đợi nữa. Mà ở cái nhà sau của anh Tư này cũng chỉ có xịt thôi, cái làm kiểu này không được. Bên đấy là mỗi nhà một loại mối, còn mối ăn nhà anh này nó khác quá kìa. Đâu có để đồ đạc gì trong này nữa đâu đúng không? Ừ. Để nguyên đây em này. Bây giờ em làm xong hết rồi thì mình lau dọn một lần luôn. Nó sạch sẽ. Nó cứ chui ra, nghĩa là nó theo những cái mạch gỗ này. Cái nào mà cái mạch mà dẫn nước thì nó ăn trước, gỗ nó ăn sau, nó cứ đi theo mấy cái mạch để mềm hơn trước. Chạy ra ngoài kia gọi mấy thằng nó treo biển đấy là vào nó quất mấy củ đấy. Nói gì em anh biết em lấy gì sao mà nói. Thì bà thế thì bà quên ấy là bà mà chơi ngay mấy triệu ngay đó. Đặt xong này hoặc là đồ anh có xếp vào anh cứ để vùng quanh nó cũng được anh Vũ ạ, không sao đâu, nghĩa là đừng làm bung cái hộp đấy ra của em là được thôi.